Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 29 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các chức danh khác. Xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã Ngọc Long. Xã Mễ Sở vẫn còn nhiều trang trại chăn nuôi trong khu dân cư khó khăn di chuyển ra ngoài. Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động xử lý đất dôi dư chậm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. Ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016, dự và chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các vị nguyên là Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 13. Các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân các huyện, thành ủy, Bí thư các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, cùng 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, chủ tọa kỳ họp đọc lời khai mạc. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh, kính thưa các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Hưng Yên, các ông bà đại diện các ban xây dựng đảng, các bộ ngành Trung ương, thưa các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 và nhân dân trong tỉnh. Trong không khí phấn khởi, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tiến tới kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất. Thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa 14, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đại biểu và các cơ quan thông tấn báo chí đã đến tham dự kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng 53 đại biểu vừa được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, đại diện cho tâm tư, ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân tỉnh nhà, được nhân dân tin tưởng, ủy quyền, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ 2016-2021. Xin gửi đến các đồng chí và quý vị đại biểu, khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí và các vị đại biểu, ngày 22 tháng 5 năm 2016 vừa qua đã diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cử tri toàn tỉnh đã phấn khởi tham gia ngày hội lớn của đất nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 96,86%, là một trong những tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao của cả nước. Tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm chủ, góp phần xây dựng đất nước của nhân dân tỉnh nhà,
biểu dương sự cố gắng của các tổ chức phụ trách bầu cử trong toàn tỉnh và các cấp, các ngành đã nỗ lực phấn đấu trong quá trình chuẩn bị tổ chức, đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử. Thưa các đồng chí và các vị đại biểu, là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016 đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thường xuyên bám sát nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nghị quyết của tỉnh ủy để thể chế hóa kịp thời về mặt nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp bách trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Thành công đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong suốt nhiệm kỳ hoạt động đã được tổng kết, rút kinh nghiệm tại kỳ họp thứ 12, kỳ họp cuối nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Những bài học quý báu đó sẽ là tiền đề để Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Thưa các đồng chí và các vị đại biểu, nhiệm vụ đặt ra cho Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 là rất nặng nề. Trọng tâm là thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 với mục tiêu phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhanh kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo nền tảng để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân tỉnh nhà đoàn kết một lòng, phấn đấu với tinh thần nỗ lực vượt bậc. Trong đó, Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và từng cá nhân các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 cần phải năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cần tập trung thời gian, nguồn lực để kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nghị quyết của tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, hoạch định, quyết định các chính sách tạo ra cơ chế, môi trường thuận lợi hơn nữa để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà, hạn chế các bất cập, yếu kém, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thưa các đồng chí và các vị đại biểu, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 sẽ xem xét quyết định các nội dung sau. Một là báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Hai là tiến hành bầu cử các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ba là xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016, xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm nhiệm kỳ cuối, về việc ban hành quy định dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, về mức thu, các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý từ năm học 2016 đến 2020, về giao chỉ tiêu
thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020, về giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh năm 2016. Kỳ họp nghe và xem xét tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị tại các buổi tiếp xúc với người ứng cử, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh. Thưa các đồng chí và các vị đại biểu, là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, với những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong suốt nhiệm kỳ. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước đảng, dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn và quyết định hiệu quả các nội dung được trình tại kỳ họp. Sự thành công của kỳ họp này sẽ tiếp tục tạo ra không khí phấn khởi, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết thống nhất, tiếp thêm động lực để Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn khóa. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Tiếp đó, ông Tạ Hồng Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu đã bầu ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, với 50 trên 53 phiếu, đạt 94,33%. Kỳ họp đã bầu ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Đỗ Xuân Sảng, quyền Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 53 trên 53 phiếu, đạt 100%. Bầu các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Quốc Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm trưởng ban Kinh tế Ngân sách, ông Lê Văn Hưng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, làm trưởng ban Pháp chế, bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, làm trưởng ban Văn hóa Xã hội. Kỳ họp cũng đã bầu 6 ông bà làm phó trưởng ban các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, phát biểu ý kiến trước Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện quyền hạn nhiệm vụ được giao. Kính thưa đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh khóa 15. Kính thưa các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh. Các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Kính thưa toàn thể nhân dân trong tỉnh. Trước hết, cho phép tôi thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tín nhiệm, giới thiệu và trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thay mặt cử tri và nhân dân tỉnh nhà tín nhiệm bầu chúng tôi giữ các chức vụ chủ chốt của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ rất nặng nề trong thời gian tới. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp,
nhận nhiệm vụ trong thời điểm đất nước tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Bên cạnh đó, mục tiêu xây dựng tỉnh nhà trong nhiệm kỳ đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 xác định, đó là phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo nền tảng để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp. Đã đặt ra nhiều trọng trách và nhiệm vụ nặng nề mà cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành của tỉnh cần phải nỗ lực phấn đấu thực hiện. Để triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, cũng như nghiêm túc triển khai chương trình hành động của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, tôi cùng các đồng chí trong thường trực, các ban và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xin hứa sẽ kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh qua các nhiệm kỳ, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đã đi trước, sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Thay mặt thường trực Hội đồng Nhân tỉnh khóa 16, tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh, tới thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các ban và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Cảm ơn những đóng góp to lớn của các đồng chí cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kinh nghiệm của các đồng chí được rút ra trong công tác điều hành hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và hoạt động giám sát, sẽ là bài học quý báu cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, sự ủng hộ của các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh, sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển của tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Chúc kỳ họp thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp đó, kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 53 trên 53 phiếu, đạt 100%. Bầu các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 gồm ông Đặng Ngọc Quỳnh, ông Nguyễn Duy Hưng và ông Nguyễn Minh Quang, tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 53 trên 53 phiếu, đạt 100%. Kỳ họp cũng đã bầu ra 16 ông bà là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu ý kiến trước Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao. Kính thưa đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội, các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan trung ương, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà. Trước hết, cho phép tôi trân trọng cảm ơn Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đại diện cho nhân dân trong tỉnh tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là vinh dự to lớn
đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân giao phó cho tôi. Tôi xin hứa sẽ toàn tâm toàn ý, hết lòng hết sức phụng sự Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà theo hiến pháp và pháp luật, với tinh thần tất cả vì Đảng vì dân, lo việc của tỉnh của dân là trên hết, với mục tiêu vì tỉnh giàu dân mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ở địa phương, thực hiện quyền hành pháp cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nguyện sẽ cùng các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đoàn kết, gương mẫu, nỗ lực hết mình xây dựng Ủy ban nhân dân tỉnh vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, luôn trọng dân và vì dân. Trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện phải quyết liệt, đồng bộ, phải bám sát thực tiễn và có các giải pháp hiệu quả để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Đảng bộ tỉnh, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và cá nhân tôi sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh qua các nhiệm kỳ đã đạt được, nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của cử tri, không ngừng học tập, nỗ lực phấn đấu xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chính quyền các cấp và toàn xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng lãng phí, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc, an toàn cho nhân dân. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh hãy chung sức đồng lòng ủng hộ để Ủy ban nhân dân tỉnh và cá nhân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Hưng Yên, văn hiến, yêu nước và cách mạng. Đồng thời, các đồng chí đã đào tạo, giúp đỡ tôi từng bước trưởng thành. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh. Cuối giờ buổi sáng, các đại biểu đã bầu 20 ông bà làm hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục chương trình làm việc, trong buổi chiều, các đại biểu đã nghe ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đọc báo cáo đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 và tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,8%. Chương trình xây dựng nông thôn mới huy động trên 466 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Có 38 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, không có xã nào dưới 10 tiêu chí. Toàn tỉnh thu hút 85 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 7.437 tỷ đồng và 166 triệu đô la Mỹ. Thu chi ngân sách nhà nước được 4.379 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt 12.712 tỷ đồng. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đọc tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hưng Yên. Ông Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế ngân sách 6 tháng đầu năm, những giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đọc tờ trình quy định về mức thu và các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. Tờ trình về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội
về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm, những giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016. Bà Trần Thị Tứ, Giám đốc Sở Nội vụ, đọc tờ trình về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh năm 2016. Bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tổng số có 2.154 ý kiến tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, quản lý thị trường và giá cả, y tế, giáo dục, chế độ chính sách, giao thông, đất đai và xây dựng, tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tiếp đó, ông Dương Văn Cảnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đọc báo cáo về công tác của ngành Kiểm sát Nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Ông Lê Văn Tuấn, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, đọc báo cáo về công tác của ngành Tòa án Nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về tình hình thực hiện pháp luật 6 tháng đầu năm, những giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016. Ngày mai, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 12. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng đại biểu các sở ban ngành của tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu đã được học tập quán triệt những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội 12 của Đảng, báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, quán triệt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai chương trình hành động của Đảng ủy Quân sự tỉnh, kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội Quân khu lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 14. Trên cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết vào nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Phát triển trang trại chăn nuôi ra xa khu dân cư là một giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã. Thế nhưng trong quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang là một ví dụ. Toàn xã có khoảng 30.000 con gia súc gia cầm các loại, chủ yếu chăn nuôi trong khu dân cư. Tuy xã đã quy hoạch được khu chăn nuôi tập trung nhưng mới di chuyển được 2 trong tổng số 162 trang trại gia trại. Đó là trang trại nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Danh Bộ và trang trại của anh Lê Anh Huy. Việc chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, đất nước, không khí, tiếng ồn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trong khi đây là địa phương đất chật người đông, theo các gia đình ở đây cho biết, dù rất muốn chuyển ra khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, nhưng thực tế do nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng chuồng trại lớn, bên cạnh đó là sự liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa có, việc quy hoạch địa điểm của chính quyền còn lung túng, dẫn đến việc di dời chăn nuôi xa khu dân cư ở Mễ Sở còn hạn chế. Xử lý đất dôi dư là nhiệm vụ quan trọng giúp tăng nguồn thu ngân sách địa phương để phát triển kinh tế xã hội. Trong khi nhiều xã ở huyện Kim Động xử lý đất dôi dư được hàng tỷ đồng như Toàn Thắng, Chính Nghĩa, Hiệp Cường, thì thị trấn Lương Bằng xử lý đất dôi dư vẫn còn chậm. Thị trấn Lương Bằng có khoảng 1,9 hectare đất dôi dư với hơn 30 gia đình cần xử lý. Tính đến thời điểm hiện tại, thị trấn mới thu được gần 200 triệu đồng của hai gia đình là hộ bà Phạm Thị Lý với hơn 165m² và hộ bà Nguyễn Thị Nhung 36m². Nhiều gia đình có diện tích đất dôi dư lớn nhưng chưa nộp tiền. Điển hình là gia đình ông Phùng Huy Chấu với gần 400m². Vừa qua thị trấn đã tiến hành lập được 7 hồ sơ gửi lên Phòng Tài nguyên Môi trường xét duyệt. Thời gian tới, nếu thu được tiền từ 7 hồ sơ này sẽ bổ sung đáng kể vào ngân sách địa phương để phát triển kinh tế xã hội. Thiết nghĩ, để xử lý đất dôi dư có hiệu quả, cần sự đi đầu gương mẫu của cán bộ đảng viên, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính quyền, tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện. Những năm gần đây, huyện Kim Động là một trong những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh cao của tỉnh. Trước thực trạng trên, ngày 28 tháng 6, Ban Chỉ đạo Công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện đã tổ chức tọa đàm tìm giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong 5 tháng đầu năm 2016, số trẻ sinh của huyện Kim Động là 496 trẻ, trong đó sinh con thứ 3 là 85 cháu và tỷ số giới tính khi sinh là 138 nam trên 100 nữ. Tại buổi tọa đàm,
nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu cho rằng, để có thể giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và tình trạng sinh con thứ ba trở lên, cần tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động để người dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi. Cán bộ đảng viên, cán bộ làm công tác dân số phải gương mẫu chấp hành pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện giáo dục về giới tính, bình đẳng giới có nội dung và hình thức phù hợp để giới trẻ thấy được hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời tăng cường thực hiện pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ là nơi khởi nguồn của phong trào xây dựng gia đình văn hóa những năm 1960. Gần 6 thập kỷ đã trôi qua, các gia đình ở đây vẫn luôn tự hào và phát huy phong trào, tiếp tục gắn xây dựng gia đình văn hóa với mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương. Gia đình ông Luyện Ngọc Tân là một trong 6 hộ khởi xướng phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long. Khi đó, cụ Luyện Văn Đễ, người thân sinh ra ông, đã gương mẫu đi đầu. Ông Tân kể lại những ngày đầu thực hiện phong trào, ngoài việc gìn giữ nền nếp gia phong, xây dựng gia đình văn hóa được cụ thể bằng một số hoạt động, như hàng ngày các gia đình tổ chức giao lưu văn nghệ tại sân đình, vận động bà con sử dụng nước sạch từ giếng khoan, xây nhà vệ sinh khép kín, đảm bảo ăn sạch, ở sạch. Trải qua thời gian, phong trào xây dựng gia đình văn hóa nay đã có thêm nhiều điểm mới, song vẫn hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, thuận hòa. Với ông Tân, tiếp nối truyền thống gia đình, nuôi dạy 3 người con trai nên người, con cháu hiếu thảo thành đạt, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Cái người trụ cột trong gia đình là phải làm sao để thể hiện cái tấm gương sáng, để cho các con, các cháu trông vào mà noi theo. Cứ hàng tuần ấy, các con đến nhắc lại ôn cố chị Tân. Tệ nạn như thế đấy nhưng mà không một người, gia đình không có một cháu nào hay con nào sai phạm được cái chuyện đó. Mà lúc nào cũng đều là chăm chỉ vào học. Công tác rất tốt. Ở Ngọc Long, xây dựng gia đình văn hóa được triển khai đồng bộ với các phong trào như ông bà mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gia đình hòa thuận, đầm ấm, sẻ chia trong cuộc sống và qua đó là gắn liền với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Các gia đình là hạt nhân nòng cốt trong việc vận động thành viên chung sức xây dựng quê hương. Gia đình ông Luyện Minh ở thôn Đông Phòng là một trong những hộ tiêu biểu. Ông và các con đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để cùng nhân dân trong thôn tu sửa, xây dựng trường học, nhà văn hóa, các công trình tâm linh. Không có bí quyết nào lưu truyền cả, mà cuộc sống tạo cho mình cái suy nghĩ cách dạy con. Tư tưởng của mình là gắn bó với quê hương ngay, cho nên hướng dẫn các con là học đâu thì học cũng phải quay về quê hương. Tôi gương mẫu tôi làm trước để các anh cũng phải theo. Hiện nay, toàn xã Ngọc Long có hơn 1.600 hộ với 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các gia đình luôn gương mẫu đoàn kết thành viên chung tay xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền huy động đạt gần 7 tỷ đồng, giúp địa phương hoàn thành nhiều tiêu chí như thu nhập, giao thông, văn hóa, an ninh trật tự xã hội. Ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, ông Nguyễn Chí Lợi, 73 tuổi, bí thư chi bộ thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, vẫn luôn tận tình và đầy nhiệt huyết với công tác ở địa phương và được nhân dân tín nhiệm. Được cấp ủy, chính quyền và người dân trong thôn ủng hộ, 16 năm công tác tại địa phương, ngoài giữ chức bí thư chi bộ, ông Lợi cũng kiêm chi hội trưởng hội người cao tuổi, đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận của thôn. Nhờ công tác dân vận hiệu quả, thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang luôn đứng đầu trong các hoạt động, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Để có được diện mạo như ngày nay, ông Lợi đã phối hợp với các thành viên trong hội đến vận động người dân trong thôn cùng góp công, góp của xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 99% đường liên thôn xóm được bê tông hóa. Trong công tác dồn thửa đổi ruộng, thôn Ân Thi 1 đạt tỷ lệ 83,7% số hộ một thửa, cao nhất trong toàn xã. Đặc biệt sau khi ông Lợi kêu gọi mỗi khẩu hiến 8m² xây dựng nghĩa trang đồng bộ, 100% người dân trong thôn đã hoàn toàn ủng hộ. Ông cũng khuyến khích nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đến nay trong thôn đã có 5 mô hình nuôi trồng lớn nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%. Bên cạnh đó trong công tác đảng, ông Lợi cũng luôn là một đảng viên gương mẫu và đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, đề xuất nhiều chủ trương, sáng kiến giúp địa phương phát triển kinh tế. Chung về đồng chí Lợi thì đồng chí là với những cương vị về cá nhân, về đồng chí Lợi thì là rất là những con người năng nổ trong công việc và nhiệt tình trong những cái xây dựng nghị quyết và chỉ đạo. Về đồng chí Lợi thì nói thật là đồng chí cũng tuổi cũng đã cao nhưng mà đồng chí rất nhiệt tình về bản thân con người đồng chí, về chỉ đạo từ chi bộ đến các đoàn thể, rồi là các đồng chí xuống dân vận
tuyên truyền cho bà con là có sự uy tín, một trong những người là có sự uy tín đối với lại bà con nhân dân ở trong thôn. Ngoài những cái việc làm ra thì gia đình đồng chí cũng rất là gương mẫu về mọi mặt. Sáng ngày 28 tháng 6 tại huyện Tiên Lữ, Ban Liên lạc Pháo binh tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống binh chủng pháo binh anh hùng 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2016. Trải qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ binh chủng pháo binh của tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, chủ động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công vẻ vang, cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, xứng đáng với 8 chữ vàng, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi bắn trúng mà Bác Hồ trao tặng. Trở về cuộc sống đời thường, các cán bộ chiến sĩ pháo binh năm xưa vẫn luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, luôn phát huy truyền thống bản chất anh hùng trên các lĩnh vực công tác mới. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh pháo binh tỉnh Hưng Yên đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về một thời đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để ghi nhận những đóng góp to lớn của các anh hùng, cựu chiến binh pháo binh trong việc bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.